trăm uh, 4.050 đô ha. Nói chung tham gia những cái tựa game NFT khác thì cả nhà hãy vào trong Discord của My Gaming để tham gia Step Mi4 và Asian Infinity uh, và 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 những tựa game khác uh, còn nếu như mà cả nhà có thích những tựa game uh, gần đây như là Fami hay là Himo các kiểu thì cả nhà vào con lát à, đó cả và... nhà và cả nhà lưu ý cả nhà hãy vào ở trong cái Telegram Việt Nam Era 7 yeah, là nó là theo mô thiếp của Yu-Gi-Oh giới thiệu nó cho là cả là... nhà cái đợt bán bóc lần này của nó là ngày 25 tháng um, 3 này uh, năm 2022 thì uh, 12 giờ PM UTC thì căng ở trong này thì uh, du răng kinh này được cộng uh... Uh, 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 uh... Uh, phần thưởng quá trời đúng vậy Ủa? chơi bắt buộc là phải tạo bộ bài gồm 30 thẻ cho mình này ha Là một năm này không Cái hệ của ác quỷ này có thể bốc đam căng lắm 4 đam bể nha thắng rồi đó Hello, hello, xin chào, xin chào, xin chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và trang này tốt lành, trang này hạnh phúc và thật là dư dả trong cuộc sống nha Today is so good, đừng quên dập nát nút like cho Sơn và để lại những bình luận nếu cả nhà thấy game này hay nha cả nhà nha Hôm trước thì Sơn đã có phân tích cũng như là đào sâu về team Baker và gameplay của nó rồi Nhưng mà hôm nay Sơn sẽ thông báo và cập nhật thêm về con ERA7 này cho cả nhà biết và cả nhà join vào telegram việt nam của họ nha ở phần này thì sơn sẽ hướng dẫn cho cả nhà cái đợt bán bóc lần này thì cái mô thiếp của con game này á là nó là theo mô thiếp của yu gi oh nó là game thẻ thẻ cào nếu như mà cả nhà có một cái tuổi thơ mà hay đọc truyện yu gi oh trong trái mắt xanh á thì cũng nhớ sương sương đến cái thể loại này đúng không đó là hãy cầm những cái thẻ bài xong rồi ném ra xong rồi sử dụng những lá bài dung hợp xong rồi là gây đam nói chung là cái tựa game này nó cũng là theo dạng là mindset chiến thuật thì những cái tựa game mà nó thiên về MOBA thì Sơn rất là thích và Sơn cũng uh, rất là mê. Thực sự là chơi công game này Sơn chơi cả ngày Sơn cũng không chán. Thế nên là Sơn uh, giới thiệu cho cả nhà cái đợt bán bóc lần này của nó là ngày 25 tháng uh, 3 này uh, năm 2022 thì uh, 12 giờ PM UTC thì mình cứ cộng thêm 7 tiếng là ra giờ Việt Nam ha. đâu đó là còn còn tự cỡ 4 5 6 tiếng gì nữa hình như là tầm 7 giờ, 7 giờ tối nay ha. 7 giờ tối hay 7 19 19 hay 7 giờ tối, 7 giờ tối mà rồi cả nhà. Thì cái đợt bán bốc này á là cái đợt bán bốc trao cuối cùng của ngày của ngày hôm nay. Và bằng cách là chúng ta sẽ đăng nhập vào cái con era 7.io và cả nhà đừng quên join vào cái Telegram Việt Nam của era 7 ở phần dưới comment này nha cả nhà nha và đừng quên join vào discord của sơn my gaming nếu như anh em hay cả nhà ai có đam mê con ac and infinity hoặc là my 4 hoặc là step n thì join vào discord my gaming còn ai mà Uh, thích những cái tựa game khác cũng uh, như là Family các kiểu đồ thì John và con lab ha và cái sự kiện sale này uh, giới hạn là 1.500 hộp chào với tổng giá trị là 135 BUSD trên một hộp và tất cả những thông tin mà khi mà Sơn chia sẻ đó chỉ là thông tin đưa ra các góc nhìn để cho cả nhà tham khảo thôi quyết định lựa chọn mua hay không vẫn là của cả nhà và tất nhiên tất cả những ai xem video này đều trên 18 hết rồi nên quyền nên chúng ta hãy nên chịu trách nhiệm với hành động của mình ha. Sơn không có khuyến khích uh, mua bán bất cứ cái gì cả ha. Tất cả những thông tin đưa ra đều là góc nhìn và cái đợt hôm trước thì Sơn đã cũng đã có thông báo rằng là uh, cái con game này là một trong những cái con game mà Sơn rất là thích. Uh, Sơn nghĩ rằng là nó có thể là thay thế ASEAN Infinity và chúng ta sẽ qua coi cái chart của cái con này ở cái đợt 3 tuần trước ha. Thì cái ở đợt 3 tuần trước khi mà Sơn đánh giá cái con game này, một video là dài 53 phút ở đây. Thì cái con này là có giá là 0.1 đô và bây giờ nó cũng đã lên là 0.2 hai uh, không 0.275 rồi ha tất nhiên là cái giá này thì nó cũng đã ít rất là cao rồi thế nên là khi mà cả nhà vào thì cả nhà cũng cân đo đong đếm và cân nhắc hơn và cái lượng thanh khoản ở đây á là nó ép vào một triệu đô rất là kinh khủng hơn và đặc biệt cái con game này thì lúc trước sân có phân tích rằng là game của hàn quốc và toàn là tay to mặt lớn thạc sĩ không thế nên là cái độ uy tín của nó thì nó cũng chiếm được lòng tin của rất là nhiều nhà đầu tư cũng như là nhà đầu cơ cũng như là những game thủ thích chơi những game play to earn ha <laughs> và hôm nay thì sơn sẽ thông báo cho cả nhà rằng á là cái đợt đăng nhập vào ở trong này à, đây à, khi mà cả nhà vào đăng nhập vào trong này á thì cái đợt bán bóc lần này nó sẽ có ở trên cái market play thì à, bây giờ mình sẽ vào cái market play thôi thì cái con này chúng ta có thể là mua ở trên là Pancake hoặc là bukun đây à, hoặc là đây là cái địa linh địa chỉ ví của của nó nha cả nhà nha cái gì sơn để ở dưới phần dưới cho cả nhà và cái con này audit bởi kiểm toán bởi tích thôi thì uh, sân lướt sơ lại cho cả nhà xem một hồi chút xíu thì cái con này á, là nó có bảy hệ bảy hệ thì mỗi hệ nó sẽ có là epic Legendary với ray ở dưới đây thôi cả nhà hả huh? uh, cái này là cái đồng token chính của nó thì cái đồng token chính của nó là era còn cái đồng mà chúng ta ơn được là sẽ là god thì uh, cái uh, game này nó sẽ có hai đồng token uh, và nó lấy cái thẻ kẹt của nó để nó đi uh, mining giống như là con bốc bóc uh chúng ta có thể thấy được rằng ra map của nó làm rất là chỉnh chu và giai đoạn này thì nó kéo dài đến tận là 20, uh, 2028 uh, thì cái con game này nó xác định là đường dài và uh, một điều nữa là cái con này là nó khác với lại những con khác ở trên thị trường là nó IFO có nghĩa là nó mình phải mua cash rồi mình farm nó với ra những cái đồng era như thế này đó uh. và bạc nơ của nó ở đây Ha uh, cả nhà có thể là tham khảo ở cái video clip trước của sơn sơ phân tích uh, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu vào cái đợt bán bóc này ha huh? Thì khi mà chúng ta vào ở trong cái đợt bán bóc này á, thì chúng ta hãy vào ở trong cái website của nó sơn để dưới cái phần mô tả để cho cả nhà vào thì cái phần website này chúng ta sẽ vào đó chính là uh, chúng ta sẽ vào đó chính là cái phần đăng nhập đó era 7 rồi uh, sau đó là chúng ta sẽ vào ở trong này, ấn phần marketplace play. Ở cái phần marketplace play này sau khi mà cả nhà vào ở trong này á thì nó sẽ hiện ra uh, một cái uh, Gmail để cho cả nhà đăng ký cũng như là đăng nhập thì cả nhà có cái Gmail á thì cả nhà hãy login cái Gmail vào. Ai mà chưa có thì cả nhà hãy tạo một cái Gmail để sau đó cả nhà vào đây rồi cả nhà lưu một lưu cái pass của mình lại rồi cả nhà cất vào ở trong cái chỗ nào mà dễ nhớ khi mà chúng ta quên mà chúng ta vẫn nhớ được thì à, lúc đó thì mới yên tâm đúng không rồi sau đó là chúng ta sẽ vào thì ở đây á, xin nó sẽ hiện lên ở đây nó sẽ hiện lên ở đây ha nó hiện lên ở đây rồi sau đó là chúng ta sẽ vào cái phần là đầu tiên thì sơn sẽ hướng dẫn cho cả nhà là erabox nè dot broad nè marketplace play và mining cam thì sơn sẽ giải thích từng phần cho cả nhà đầu tiên là mình nhắm tới cái phần là 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 được bán bóc này đi era 7 trao bóc ha thì cái đợt này nó còn 6 tiếng nữa thì tối 7 giờ nó sẽ bán Và nó sẽ bán trong vòng là 1 <laughs> rưỡi hộp trao box Và một cái giá trị của một box này nó là 135 đô Và tổng cái đợt này á, khi mà mình mua maximum là sẽ là 30 hộp uh, 30 hộp có nghĩa là mình sẽ mua được 30 hộp Thì giá tương đương là uh, khoảng tầm là 4.050 đô ha. Nói chung là cái giá cũng chát Thì một hộp như thế này là chúng ta sẽ mở ra được một cái con tướng Thì hôm nãy Sơn nói là có 7 con tướng Thì nếu như mà mình mở ra những con tướng mà ngon á Thì mình sẽ bán ở trên chợ hoặc là mình giữ mình xài cũng được Tại vì trong những con tướng đó nó sẽ có những cái thẻ bài Ví dụ như là Sơn với thà, Sơn là thằng Yugi Rồi thằng bạn Sơn là cái thằng mà rồng trắng mắt xanh đúng không Thì Sơn mua Sơn, Sơn mở cái hộp này ra Sơn trúng cái thằng Yugi Thằng Yugi thì nó có được cái uh, những cái thẻ bài uh, mặc dù nó không có mạnh nhưng mà nó có những cái cái cái, cái tư duy nó tính toán rất là hợp lý thì uh, cái lúc đó thì nó cũng có thể ăn được cái thằng rồng giá mắt xanh đó thì còn còn nếu như mà mình mở được cái thằng rồng giá mắt xanh á thì mình cũng có được những cái thẻ bài mà khác cái thằng Yugi đó nó sẽ có tùy hệ bảy hệ bảy hệ nha cả nhà lưu ý cái phần này là chúng ta có bảy hệ nè để sân bật cho cả nhà uh, cả nhà ai mà đọc chuyện Yugi rồi thì cả nhà sẽ hiểu cái mô tiếp đó nó sẽ có là băng nè băng nè lựa inferno nè à, đó là mình mở một bóc ra mình mở một bóc ra là mình sẽ ra những cái con như thế này à, cái nhà hiểu không mình mình sẽ ra những cái hệ như thế này và ở trong những cái hệ này nó sẽ có 15 lá hiểu không là mua mua à, mua 15 lá đó có nghĩa là chúng mình sẽ mua có thể là chúng ta sẽ mua hai hộp để chúng ta lấy được lá để chúng ta kết hợp lại với nhau nhưng mà những cái con tướng này nó sẽ thuộc hệ nó nghe nó thuộc hệ đó nha ở dưới này thì ở dưới này thì uh, uh, cái cài đặt cơ bản của cái này thì nó cũng rất là hay nha là người chơi bắt buộc là phải tạo bộ bài gồm 30 thẻ cho mình này ha là một cái con đó là một con master kẹt á là con tướng á tướng chính đó, là mình sẽ có 15 thẻ mà đó nè gồm 7 chủng tộc nha và mỗi thẻ nè chọn tối đa hai chủng tộc khác nhau để ghép chúng lại với nhau và era 7 cũng có các thẻ thần chú thì cái phần này á thì sơn sẽ vào Sơn hướng dẫn chi tiết uh, sau thì khi mà mình mua một box như thế này thì mình sẽ có cơ hội là 1,2% mở ra Legendary, 6,8% mở ra Epic và 24% sẽ mở ra Ray và 6,8% sẽ mở ra Common. Nói chung là cái phần này phải nó liên quan đến nhân phẩm, lại là nhân phẩm rồi cả nha. Thế nên đó, là mình hãy sống tốt, <laughs> tu tâm dưỡng tính sống tốt, rồi sau đó là, là may mắn nó sẽ tự nhiên tới tìm đến với mình ha. Cho dù á, thật sự đối với Sơn thì Sơn cảm thấy được rằng bản thân Sơn nha Mình phải biết được đúng và sai Mình phải biết cái nào là đúng với mình và sai với mình Rồi sau đó là ngộ ra được rằng á là Cho dù á, đến hiện tại Sơn ngộ ra rằng cho dù là một ngàn người khen mình tốt Nhưng mà bản thân mình cảm thấy không tốt Thì mình cảm thấy rằng là mình có lỗi lắm À, mình cảm thấy có lỗi với đời có lỗi với đứng tạo hóa lắm nhưng mà nếu như mà một nghe người à, mà ghét mình đi nhưng mà trong tâm mình à, bản thân mình cảm thấy mình tốt thì mình vẫn là người tốt thì cái đó là chỉ có mình biết thôi đúng không đó thì cái đó là là, là, là cái quan điểm sống của sơn và cái quan điểm sống của sơn có nghĩa là tạo đi giá trị cho đi còn mãi à. rồi bây giờ thì hơi hơi lang mang hơi lang mang chút xíu bây giờ thì chúng ta sẽ vào tiếp thôi À, bây giờ thì chúng chúng ta sẽ vào ở trong này rồi sau đó ví dụ chúng ta mua đúng không ví dụ ví dụ à, chúng ta mua được một cái box như thế này rồi sau đó là chúng mình sẽ vào ở trong à, cái market play đúng không thì à, ví dụ như là mình mở được một cái box như thế à, thì ở nó sẽ có ở trong này mình mở cái box ra thì mình sẽ mở ra được là những cái con tướng như thế này Uh, những cái master card master card là những con tướng đi ha đó những con tướng thì nó sẽ có những cái con như là có đích có đát như là kiểu là common ray right epic với lại legendary thì cái mình mình ấn ấn cái phần là thấp nhất đi thấp nhất là những cái con mà common đó cái mình thì ở đây thì họ bán là năm bảy đô nè năm bảy đô 65 đô nè ha đó thì trong một cái con common như thế này thì nó mở được, nó mở được 10 lá lá nó có 10 lá bài cái nhà hiểu không đó 10 lá bài như thế này nhưng mà thuộc hệ nó thuộc hệ nè nó có tùy hệ đây là hệ cây nè với lại là hệ kiếm này đó thì cái con này cái con này thì nó nó thuộc hệ gì con này nó thuộc hệ nè hệ hải tặc này với lại hệ kiếm này ha đó là mình phải kiếm cái con hợp hệ nữa và hợp lá bài nữa ha nó phải kích hệ với nhau nữa đó thì cái chiến thuật như thế nào thì cả nhà cứ vào ở trong cái Telegram ở phần dưới mô tả để cho Sơn có thể là tư vấn kỹ hơn cho cả nhà về cái chiến thuật cũng như là cái tư duy để chơi cái tựa game này ha. Rồi, cái phần đắt nhất thì sao? Phần đắt nhất thì chúng ta có thể là vào phần hai lao. Nếu như mà chúng ta có nhân phẩm chúng ta mở ra được cái con master này thì chúng ta bán chỉ giá 7.000 đô, đúng không? Nếu mà bán trên chợ 7.000 đô nhưng mà không biết có ai mua hay không thôi. Đó. Rồi chúng ta mở Legendary ở đây. Đó thì chúng ta mở ra con này đó cũng là 10 lá đó thì thì cái này nó cũng dựa thứ nhất là nó dựa vào nhân phẩm với lại là cái thứ hai thì chúng ta vào chơi thì cái cơ chế ơn của nó ơn của nó thì cái cách mà chống làm phát của nó thì sơn đọc thì thấy là nó làm cũng rất là hợp lý rất hợp lý nhưng mà thực sự á cái đó là cái 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 quay bờ thôi nhưng mà vào ở trong game thì chúng ta phải hiểu được với với chơi trải nghiệm thực sự thực tế rồi chúng ta mới hiểu được hơn tất cả những cái mà sơn đưa ra thì tất cả chỉ là cái góc nhìn à, mình vẫn chưa có cái tra game nên mình cứ cứ cứ, cứ bình tĩnh bình tĩnh cam ok rồi với lại là bây giờ là giá đang 0.2 nha 0.2 nè thì nó cũng đã ít đôi rồi thì cả nhà cân nhắc cân nhắc kỹ đó Sơn không khuyến khích là mua mua bán ở đây à, và cho chúng ta có thể thấy được rằng là nãy giờ bóc biết được ok đúng không rồi xong là bóc biết rồi, rồi cái cách chơi đó rồi là một cái mắt kẹt thì mình sẽ mở ra là là 10 cái bắt cạc bắt từ cạc này là những cái thẻ những cái thẻ ở trong này ha đó thì bây giờ là Sơn sẽ vào cái phần à, à, era era Sơn cho cả nhà xem nè là như thế này là ví dụ như là mình vào ở trong này đúng không à, thì À, đầu tiên á thì nó sẽ có là ví dụ như những bộ bài đét của mình. bài đét của mình trong đây thì nó sẽ tùy thuộc hệ ha. Các nhà có thể thấy nè, để để sẽ bật cho cả nhà nha. Các nhà có thể thấy là <laughs> à, đây là hệ kiếm nè. Nói chung là hệ ánh sáng đi ha, hệ ánh sáng đi. Rồi đây là rìu hệ rìu là một hệ, hai hệ nè. À, hệ này hệ cây là ba hệ. À, ở hệ này là hệ hải tặc là bốn hệ. Hệ này là hệ sách phép là năm hệ là ác quỷ là 6 hệ, à, đây là hệ băng là bảy hệ. thì trong bảy cái hệ này á mình sẽ có bao nhiêu bộ bài cả nha? đó là mình sẽ có rất là nhiều bộ bài. đó ở trong này thì sơn sẽ vào đây sơn cho cả nhà xem là sơn có bao nhiêu bộ bài ở trong này. ở đây thì ở đây thì mình có thể là một một cái á, một cái phở, cái cái bộ á mình sẽ để được 10 cái 10 bộ nha Rồi cái này là mình sẽ ghép ghép đét lại với nhau ha thì mình sẽ ghép đét ở trong này á thì mình sẽ ghép tùy tùy ví dụ như là à, mình à, có được à, những cái con á à, ví dụ như là mình có được những cái con như thế này à, con tướng như thế này đó mắt mắt kẹt này ha đó ví dụ như là sơn có một con tướng như thế này đi là con của sơn là hệ ác quỷ hệ ác quỷ à, với lại là hệ búa thì sơn phải sử dụng những lá bài mà ác quỷ với búa để nó cứ kích thể được cái này không để kích thể được hoặc là cái con này của sơn á là sơn sẽ chọn uh, hệ ánh sáng với lại hệ sách, sách quỷ thì sơn phải chọn những cái lá mà có ánh sáng ác quỷ với kích thể được thì kích thể nó sẽ được cộng máu với lại là được uh, cộng uh, nhiều điểm bổ trợ đó rồi cái hệ này của sơn là hệ uh, hải tặc với lại hệ ác quỷ thì khi mà sơn sử dụng những cái lá như thế này thế thì sơn cũng sẽ được kích hệ đó cả nhà hiểu không thì cái việc mà xếp bài á, cái xếp bài thì cả nhà có thể là xếp tùy theo cả nhà nha tùy cái này là mình tùy à, rằng là cả nhà có muốn á, là là xếp um, xếp như thế nào bui như thế nào nữa thì à, cái bui của sơn á, thì à, ví dụ như là sơn thấy hiện tại hiện tại thì cái hệ ác quỷ với lại là cái hệ bú nó đang rất là mạnh thì sơn sẽ sử dụng cái hệ này thì sơn ok thì nó sẽ tự động bui cho mình còn nếu mà không thì mình sẽ bui những cái lá ở trong này vào ở trong này ha thì uh, sau khi mà mình bui như thế này á thì mình sell lại đó rồi mình ra ngoài đây á mình lấy con con mắt này đây đây cái hệ ác quỷ sơn con này giống như thread đúng không đó sơn sẽ vào ở trong này rồi sau đó là sơn bui ở trong này thì nó có chế độ như là xếp hạng ranking ranking ở đây thì chúng ta có thể là nhìn thấy được rằng là bạn xg bạn đang top một đó Hoàng Thọ đây là người Việt Nam ha cũng đang là top hai à, thì cả nhà có thể thấy là mức độ cạnh tranh nó cũng khá là căng và chúng ta có thể là chơi là chế độ là đánh nhanh đánh nhanh như thế này thì khi mà chúng ta chơi chúng ta vượt qua mạng hay là, là chúng ta lên được level thì chúng ta sẽ được tặng ba chiếc lá miễn phí như thế này và mỗi chiếc lá sẽ được ba lá ha x 3 x 3 x ba nè X3, X3, X3 này, ha đó thì sơn sẽ vào sân chơi cái mô típ trước cái này cho cả nhà xem <cười> <cười> sorry cả nhà nha hôm nãy là ăn cục đá nên nó hơi sạch ở đây á, là mình sẽ 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 quyết định rằng là mình sẽ bỏ cái lá bài nào ví dụ như là sơn bỏ cái lá bài này thôi ha sơn bỏ cái lá năm đi tại vì mới vô sơn có hai hai điểm e hai điểm mana e, ha sơn bỏ để sơn lấy cái lá khác ô ra cái lá thứ sáu ra sáu sáu mana thì bây giờ sơn thả hai nè cái con này á, là tác dụng á là có nghĩa là khi mà uh, rớt một quay thì nó sẽ được Uh, nó 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 sẽ được cộng đam Đây con hà mã này hơn, con hà mã này thì chúng ta hãy đọc hiểu nè. If the first enemy in target uh, row chết uh, interest gen cộng 1 với lại cộng 3. Có nghĩa là cộng một đam với lại là cộng 3 máu. Uh, thì uh, nói chung là bên mình phải nhiều hơn bên nó. Đó, bây giờ là cạp được rồi nè, bây giờ là cạp được rồi nè ha. Đó, sơn để ở đây ha. Đó, PvE thì nó PvE cái này thì dễ, cái này thì dễ. Đó, này, tên sau là sơn sẽ được bung lên nè ha mấy cái con hệ này nó tự búp đam lên hay lắm. À, cứ qua một tên nó sẽ tự búp đam Rất là căng. Rồi cái con dơi này cũng ghê này, con dơi này là đập thẳng vào trụ của nó luôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta khi mà chúng ta thấy rằng là có địch trên này thì nó con dơi nó không quan tâm nó đập nát luôn. Đó, đó rất là hay. À, rồi bây giờ là ví dụ như là chúng ta hãy nhớ lưu ý là chúng ta sẽ để để ra, chúng ta sẽ thả ra là những cái con cái con mặt như thế này để khi mà để 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 khi mà 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 có có những để những cái điểm energy này á thì chúng ta sẽ 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 sử dụng luôn để chúng ta kích đam để miễn sao là phá vỡ cái 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 nhà cái lượng lượng máu bên này để phá vỡ nhà bên này thì nó có 7 e này bây giờ nó sẽ thả được một con con số 7 nhưng mà nó còn ba lá thôi ha đó bây giờ sơn thả cái con này ra nè 12 máu năm đam đó cái hệ này cái hệ này hiện tại thì sơn thấy cái hệ là cái hệ ác quỷ với lại hệ bú này đang rất là mạnh nè bây giờ này con này đập banh nhà luôn không bật cái rồi thắng rồi đó thì cái chế độ này là cái chế độ rất là đơn giản ha nhưng mà qua cái chế độ này với chế độ căng này cả nha cái chế độ này là cái chế độ răng nó cái chế độ răng này thì nó hơi căng ở trong này thì du răng kinh này được cộng u u u u u phần thưởng quá trời cũng vậy À, phần thưởng à, hôm hôm bữa hôm bữa chơi hôm hôm bữa chơi bây giờ vô nó nhận được rồi bây giờ là mình vào ha bây giờ là sơn sử dụng cái lá lá này nha sơn sử dụng ác quỷ với lại là cái bộ này thì nó sẽ cộng cho sơn đam rất là nhiều nha Nè nó cộng đam này thấy không nó cũng đam với lại máu nè hả đó sơn đào nè bây giờ cả nhà nhìn nha cả nhà nhìn nè nhìn, nhìn cách mà những cái người mà đánh răng này thì cái tư duy của họ rất là căng nên mình phải suy nghĩ tính toán làm sao để hợp lý nhất nha lỡ họ có những cái lá bài mà chuẩn là mình bỉnh Ok, bây giờ là mình sẽ có là hai con bốn một con bốn một con năm với lại một con hai. Ok chơi luôn không cần đổi ha. Tên này thì mình sẽ thả con này ra, con này thì qua một tên nó sẽ cộng đam. Một con này hai máu này, qua một tên nó cũng cộng đam nha. Hơi căng đấy. Bây giờ mình sẽ kiếm cái con nào mà nó gây ra đam để giết con con này. Đó mình để bên này ha. Nói chung là mình đập nhà thôi mình không quan tâm bây giờ mình năm đam nhiều hơn nó nó có hai đam mà đúng không nó hai đam nó đập mình có hai đam nhưng mà mình còn đập năm đam thì mình vẫn lời đúng không bây giờ thì mình sẽ có bốn nè giờ mình để đây thôi hai đam hai đam rồi xong rồi mình vô đó nhưng mà nó được búp nha nó được búp hơi căng đấy đấy cả nhà thấy không một đam nè hai đam nè đó rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái con năm ha con năm để chờ luôn, đó để xem coi khô máu hay ai, ai hơn ai, đó con này búp đam này không, cái hệ của ác quỷ này hệ búp đam căng lắm, bốn đam bể nha, thắng rồi đó, đơn giản thôi, cái mô típ ở đây đó là làm sao để chúng ta có thể là đánh bể nha, là chúng ta sẽ thắng ha. Rồi bây giờ sẽ qua cái màn bên này, chị à, sơn sẽ giới thiệu cho cả nhà ở bên này, ở cái phần này á thì cả nhà có thể xem, ở đây thì chúng ta có thể biết được rằng á là khi mà chúng ta đi chế độ PVE này thì nhìn cái mô típ nó cũng giống bóp bóc ha thì khi mà chúng ta vào trong này thì chúng ta sẽ vào ở trong này chúng ta sẽ sử dụng những lá bài này để chúng ta quơ ở trong này ở trong này đi giải nó khá là khó nếu như mà chúng ta thua thua một bộ thua ví dụ như là chúng ta cầm cái bộ mã quỷ với lại cái bộ búa này đi chúng ta vào trong này mà chúng ta đánh thua là chúng ta sẽ mất quyền sử dụng cái lá bài luôn là coi như là có nghĩa là chúng ta sẽ mất luôn chúng ta sẽ mất luôn cái, cái 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 cái, bộ bài búa với lại bộ bài quỷ rồi mình chỉ được xài bộ bài ánh sáng với lại là cây với lại là hải tặc với lại là sắt phép với lại là băng thôi đó nó ảo ma canada vậy đó cả nhà rồi bây giờ mình vào quơ thử, thử cho cả nhà xem ha ở phần này thì sẽ bỏ con tám đi con tám này nó nó tốn lắm đó thì bây giờ Sơn sẽ sử dụng nè con này thì đang khá bự nhưng mà nó nó có một máu à đó cả nhà lưu ý là ở trong này thì nó có công có thủ thôi công thủ nó rất là đơn giản, suy nghĩ rằng là con nít chơi cũng được. đó một hai ném cái dao cái con cây này cái con người xương uh, này á là nó có một cái đặc điểm gọi là khi mà nó chết là nó báo đời báo đớn thêm phát nữa tên này sơn vẫn chưa đủ e nha sơn đợi, có oh, dung hợp được này cả nha tên này dung hợp được này bỏ vô đây À mình bán cái này để mình mình ô oh, có nghĩa là ở đây hướng dẫn với mình luôn nè cả nhà, mình bán một thẻ bài để mình lấy một e, rất là hay cả nhà ha. Ô. Oh, thật sự là hướng dẫn rất là tận tình cũng như là chi tiết ha. Rồi, à, chúng ta có thể là xem ở tình huống này. chúng <laughs> ta sẽ để ở đây ha. Đó, chúng ta sẽ để ở đây chúng ta end luôn. Bây giờ là đối phương làm sao đây? 1 2 chùy tên này 7 đang hơi căng ấy Chính uh, chính đam là bây giờ nó sọt mình cái là đi giờ nó sọt mình cái là đi giờ mình sẽ để đây ha rồi rồi ok thắng rồi cả nhà thắng rồi đó mô tiếp game nó rất là đơn giản hơn cả nhà cả nhà thấy đơn giản nếu mà cả nhà thấy đơn giản thì cả nhà hãy ấn bình luận ở phía dưới cho sơn nha ở đây là cái đồng gót đây là cái đồng bày ra hơn cả nhà ha đó thì tất cả những cái chi tiết của của game này thì sơn cũng uh, chia sẻ hết sức cũng như là thật lòng với cả nhà rồi à, Còn cái quyết định của cả nhà là tùy cả nhà Và cả nhà lưu ý, cả nhà hãy vào ở trong cái Telegram Việt Nam era 7, Việt Nam uh, official này à, Rồi chúng ta sẽ cùng bạn bè với nhau ở trong này ha à, Và cả nhà lưu ý rằng đó là cái uh, uh, mining cam này là cái phần cuối cùng thì cái phần cuối cùng này á là uh, nó sẽ đến tận ngày 31 tháng 3 này nó sẽ có cái phần là mình sẽ sử dụng các MST các lá bài kẹt này để chúng ta ơn ra cái đồng era 7 ha và cái ngày 30 tháng 3 này thì era sẽ ra phiên bản chính thức đó cả nhà lưu ý cho Sơn cái phần này nha <laughs> đó thì khi mà chúng ta sử dụng những cái lá bài như thế này chúng ta bỏ vào ở trong này thì chúng ta sẽ nếu mà chúng ta không có thời gian chơi ok thì chúng ta có thể là uh, uh, sử dụng những lá này uh, chúng ta đào nếu giống như, như là quốc 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 đó chúng ta ra những đồng ERA như thế này đó thì có thể là uh, nó sẽ không không nhiều nhưng mà nó sẽ có 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 cái thu nhập thụ động cho tụi mình ok rồi tất cả những cái chia sẻ của sơn uh, nó mang theo hướng gọi là chia sẻ thật lòng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nếu cả nhà thấy video này hay giá trị thì cả nhà hãy nhớ uh, đăng nhập vào ở telegram ở phía dưới cho sơn và cả nhà đừng quên like cho sơn và cả nhà ai mà muốn tham gia những cái tự game mst khác thì cả nhà hãy vào trong discord của My Gaming để tham gia Step Mi4 và Asian Infinity và 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 những tựa game khác còn nếu như mà cả nhà có thích những tựa game gần đây như là Fami hay là Himo các kiểu thì cả nhà vào con lát đó và cũng đừng quên là cả nhà nhớ vào ở trong Telegram của Sơn nữa nha Cảm ơn cả nhà rất là nhiều Bây giờ thì xin hẹn cả nhà ở video tiếp theo Bye bye